Chào mừng các em học sinh tham dự tiết học hôm nay. Bài dạy trực tuyến tuần 3, khối 6, bộ môn khoa học tự nhiên 6. Hôm nay, cô rất vui đại diện cho nhóm giáo viên khoa học tự nhiên trường trung học cơ sở Lê Anh Xuân sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu nội dung bài học này. Để chuẩn bị cho tiết học, các em cần có cuốn sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tập ghi chép bài, bút, thước. Nếu như em nào chưa có sách giáo khoa, thì các em có thể tham khảo ở trên trang web hành trang số .nhasuatbangiaoduc.vn. Để tiết học được hiệu quả, thì trong quá trình xem video, các em cần lưu ý một số các điểm sau. Nếu trong bài giảng có biểu tượng dấu chấm hỏi, đây chính là phần nội dung các em cần suy nghĩ, thảo luận và trả lời. Thứ hai, đó là phần biểu tượng cây viết, đó chính là phần nội dung các em ghi vào vở học. Trong quá trình theo dõi bài giảng, các em có thể ấn nút pause để dừng nội dung bài giảng trong khi ghi bài, hoặc có thể ấn nút play để tiếp tục theo dõi bài giảng. Và các em có thể điều chỉnh thanh thời gian để xem lại những đoạn kiến thức mà chưa hiểu rõ. Thì nội dung bài học hôm nay sẽ bao gồm 2 tiết, bài 13, tiết 1, một số nguyên liệu, và bài 14, tiết 1, một số lương thực, thực phẩm. Trong bài 13, các em tìm hiểu 3 phần. 1. Một số nguyên liệu thông dụng. 2. Một số tính chất và ứng dụng của nguyên liệu. 3. Đó là sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững. Còn trong nội dung bài 14, các em chỉ cần tìm hiểu nội dung mục 1, một số lương thực phổ biến. Bây giờ, cô và các em sẽ tìm hiểu nội dung bài 13, một số nguyên liệu. Các em có thể quan sát một số các hình ảnh như nhà hay bàn ghế, xoong nồi. Đây là các công trình xây dựng, đồ dùng trong nhà, thì có thể làm từ các nguyên liệu có sẵn như đá, cát, gỗ hay là các kim loại. Vậy các nguyên liệu này có tính chất gì và chúng được khai thác sử dụng như thế nào? Nội dung hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu. Phần 1. Một số nguyên liệu thông dụng. Trước hết, các em tìm hiểu nguyên liệu có xung quanh chúng ta. Các nguyên liệu đều có sẵn trong tự nhiên. Một số nguyên liệu như đất, đá, quặng là những nguyên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. Bây giờ, các em hãy quan sát vào hình 13.1 sách giáo khoa. Các em hãy cho biết các nguyên liệu có trong hình 13.1 tương ứng với các nguyên liệu nào sau đây? Cát, đá vôi, quặng bauxit, tre. Chúng ta có thể rất dễ dàng để nhận ra được A. Đó chính là đá vôi. Hình B chính là quặng bauxit. Hình C chính là cát. Và hình D chính là tre. Vậy, theo em, những nguyên liệu này chúng ta có thể tạo ra được những vật liệu và sản phẩm nào? Kèm theo dõi đoạn thông tin sau đây. Trước hết, từ nguyên liệu đá vôi được nung thành vôi để xây dựng nên các ngôi nhà, thì vôi sẽ là vật liệu và nhà được gọi đó là sản phẩm. Tương tự như vậy, từ nguồn nguyên liệu ban đầu đó là cát kết hợp với đá vôi để tạo thành xi măng, và xi măng này được sử dụng để làm đường bê tông, thì xi măng được gọi là vật liệu và đường bê tông được gọi là sản phẩm. Còn từ quặng bauxit thì nó sẽ được sử dụng để làm sản xuất các vật liệu nhôm. Và từ các nguồn vật liệu này, chúng ta có thể tạo ra các sản phẩm như là muỗng, thìa, xoong, chảo, cửa nhôm. Còn từ nguyên liệu ban đầu đó là tre. Tre thì được sử dụng làm nguyên liệu trong các ngành sản xuất đan lát để tạo ra các sản phẩm như rổ rá, chiếu tre hoặc là mảnh rèm. Hay nó được sử dụng trong ngành sản xuất đồ thủ công, mỹ nghệ để làm nên các sản phẩm. Vậy, nguồn nguyên liệu đó là gì?
Nguyên liệu chính là vật liệu tự nhiên, vật liệu thô, chưa qua xử lý và cần được chuyển hóa để tạo thành sản phẩm. Vậy những nguyên liệu này có tính chất và ứng dụng như thế nào? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang phần 2. Một số tính chất và ứng dụng của nguyên liệu. Như vậy, các em vừa tìm hiểu một số các nguyên liệu như là đá vôi, quặng, cát hay là tìm hiểu về nước biển. Bây giờ các em sẽ xem những nguyên liệu này, chúng được sử dụng trong đời sống và trong công nghiệp như thế nào. Đầu tiên, đó là đá vôi. Ở trạng thái tự nhiên thì nó ở thể rắn, có tính chất là cứng, tạo thành vôi khi phân hủy và có thể ăn mòn tạo thành thạch nhũ trong các hang động. Và đá vôi được ứng dụng để sản xuất các vật liệu xây dựng như vôi hoặc là xi măng. Thứ hai, đó chính là quặng bôxit. Thì quặng bôxit ở ngoài tự nhiên tồn tại ở thể rắn, có các tính chất đó là cứng, dẫn nhiệt và có thể bị ăn mòn. Và ứng dụng của quặng bôxit chính là điều chế kim loại và sản xuất phân bón. Thứ ba, đó chính là cát. Thì cát ở ngoài tự nhiên tồn tại ở thể rắn, có các tính chất cơ bản đó là dạng hạt, cứng, có thể tạo với xi măng thành hỗn hợp kết dính. Và ứng dụng của cát đó là chúng ta có thể sử dụng để sản xuất thủy tinh, bê tông. Thứ tư, đó chính là nước biển. Nước biển ở ngoài tự nhiên tồn tại ở thể lỏng và có các tính chất khi làm bay hơi nước sẽ thu được muối ăn. Và ứng dụng của nước biển chính là dùng để sản xuất muối ăn, sút hoặc khí clo. Như vậy, từ những thông tin ở trên, các em có thể dễ dàng hoàn thiện được nội dung bảng 13.1, một số tính chất và ứng dụng của nguyên liệu phổ biến. Thì nguồn nguyên liệu ở đây chúng ta bao gồm có đá vôi, quặng, cát và nước biển. Chúng ta sẽ tìm hiểu các đặc điểm đó là về trạng thái, tính chất cơ bản và ứng dụng của nó. Một, đó là đá vôi. Thì tồn tại ở trạng thái rắn, có tính chất là cứng, tạo thành vôi khi bị phân hủy, ăn mòn tạo thành thạch nhũ trong hang đá. Thứ hai, đó là về ứng dụng, sản xuất vật liệu xây dựng như là vôi hoặc là xi măng. Hai là quặng. Quặng tồn tại ở trạng thái rắn, có tính chất là cứng, có khả năng dẫn nhiệt và bị ăn mòn. Ứng dụng của quặng đó là điều chế kim loại, sản xuất phân bón. Thứ ba là cát. Tồn tại ở trạng thái rắn, có tính chất đó là ở hàng dạng hạt, cứng, tạo với xi măng thành hỗn hợp kết dính và có ứng dụng để sản xuất thủy tinh hoặc là bê tông. Cuối cùng là nước biển, tồn tại ở trạng thái lỏng, có tính chất cơ bản đó là khi làm bay hơi nước sẽ thu được muối ăn và ứng dụng của nó là sản xuất muối ăn, sút hoặc là khí clo. Qua những phần thông tin ở trên, chúng ta có thể đi tới kết luận một số tính chất và ứng dụng của nguyên liệu như sau. Thứ nhất, các nguyên liệu khác nhau có các tính chất khác nhau như tính cứng, dẫn nhiệt, dẫn điện, khả năng bay hơi, cháy, hòa tan, phân hủy hoặc là ăn mòn. Thứ hai, đó là dựa vào tính chất của các nguyên liệu mà chúng ta có thể sử dụng chúng vào các mục đích khác nhau. Vậy chúng ta sẽ sử dụng nguồn nguyên liệu đó như thế nào cho an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững? Cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu sang phần 3. Đầu tiên, các em sẽ tìm hiểu phần khai thác nguyên liệu khoáng sản. Vậy khoáng sản là gì? Theo luật khoáng sản năm 2010, thì khoáng sản chính là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ trong tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí, tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ. Tiếp theo, các em có thể quan sát hình 13.2 và bình khai thác đá vôi và hình 13.3 đó là hoạt động khai thác than đá. Các em hãy cho biết việc khai thác các nguyên liệu khoáng sản tự phát có đảm bảo an toàn hay không
giải thích vì sao. Đối với việc khai thác các nguyên liệu khoáng sản tự phát không đảm bảo an toàn do thiếu hạ tầng kỹ thuật phù hợp để khai thác, và chính vì không đảm bảo được cái hạ tầng kỹ thuật như vậy, nó có thể gây ra nhiều hậu quả khác nhau như là gây ô nhiễm môi trường hay khả năng là bị sập hầm hoặc là mất cân bằng sinh thái. Vậy chúng ta phải sử dụng nguồn nguyên liệu này như thế nào để đảm bảo an toàn và hiệu quả? Thì nguồn nguyên liệu của chúng ta cần được sử dụng tối đa theo quy trình khép kín để tận dụng các phụ phẩm và phế thải, không khai thác từ các nguồn bừa bãi. Vậy thì từ những kiến thức đó, các em có thể giải thích được tại sao chúng ta phải sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững. Các em biết được rằng nguyên liệu sản xuất không phải là nguồn tài nguyên vô hạn, do đó cần phải sử dụng chúng một cách hiệu quả, tiết kiệm, an toàn và hài hòa về lợi ích kinh tế, xã hội cũng như là môi trường. Như vậy, các phần trên chúng ta đã đi tới kết luận. Nguyên liệu khoáng sản là tài sản quốc gia, mọi cá nhân tổ chức khai thác phải được cấp phép theo luật khoáng sản. Tận thu nguyên liệu sẽ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên. Khai thác nguyên liệu trái phép có thể gây nguy hiểm cho mất an toàn lao động, ảnh hưởng đến môi trường. Phần thứ hai, các em sẽ tìm hiểu đó là quá trình sử dụng nguyên liệu như thế nào. Trong sách giáo khoa có cung cấp cho các em sơ đồ chuỗi cung ứng nguyên liệu khép kín. Ban đầu đó là giai đoạn cung cấp nguyên liệu, tiếp đó đến giai đoạn sản xuất, rồi đến giai đoạn phân phối, tiêu dùng, giai đoạn thu hồi, giai đoạn tái sử dụng và tái sinh. Như vậy nguyên liệu của chúng ta được cung ứng theo một cái chu trình khép kín như vậy. Vậy em hãy nêu một số biện pháp sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững. Một số biện pháp sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững, các em có thể đưa ra, ví dụ như là sử dụng tối đa chất thải công nghiệp, chất thải dân dụng làm nguyên liệu để sản xuất vật liệu, xây dựng thay cho nguyên liệu tự nhiên, hoặc hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô mà nên đầu tư công nghệ sản xuất ở những sản phẩm có giá trị. Chúng ta có thể quy hoạch khai thác nguyên liệu quặng đá vôi theo công nghệ hiện đại, quy trình khép kín để tăng hiệu suất khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường. Sau đây cô lấy một cái ví dụ ứng dụng, đó là trong dây chuyền công nghệ sản xuất gạch không nung hiện đại. Thì trước đây khi nói đến sản xuất gạch thì từ lâu nay chúng ta nghĩ tới việc sản xuất được đó là nung từ đất. Và chính vì cái cách làm này là nung từ nguồn đất sẽ làm cho diện tích của đất nông nghiệp và về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến môi trường do sử dụng đất và đốt than quá nhiều. Sau đó người ta đã tìm ra cái giải pháp đó là sử dụng gạch không nung. Thì gạch không nung đó chính là giải pháp hữu ích cho cái việc sử dụng nguyên vật liệu có sẵn trong tự nhiên. Đó chính là đá và sỏi kết hợp với xi măng để ép ra các sản phẩm. Kết luận nội dung phần 3. Nguyên liệu sản xuất không phải là nguồn tài nguyên vô hạn, do đó cần sử dụng chúng một cách hiệu quả, tiết kiệm, an toàn và hài hòa để đảm bảo lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Sử dụng tối đa chất thải công nghiệp, chất thải dân dụng làm nguyên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng thay cho nguyên vật liệu tự nhiên. Hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô mà nên đầu tư công nghệ sản xuất những sản phẩm có giá trị. Và cuối cùng đó là quy hoạch khai thác nguyên liệu quặng đá vôi theo công nghệ hiện đại, quy trình khép kín để tăng hiệu suất khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường. Từ những kiến thức cô vừa giới thiệu cho các em có thể kể tên được một số đồ dùng trong gia đình và cho biết chúng được tạo ra từ các nguồn nguyên liệu nào. Chúng ta có thể được kể rất nhiều các đồ dùng trong gia đình, ví dụ như là bàn ghế được làm từ nguồn nguyên liệu chính là gỗ, đũa ăn được làm từ nguồn nguyên liệu chính là tre, và các loại song nồi được làm từ nguồn nguyên liệu chính là inox. Trong nội dung phần này, các em về nhà sẽ học nội dung bài học thứ hai, làm bài tập trang 67 sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6.
Các em có thể suy nghĩ và thực hiện phần vận dụng trang 66 sách giáo khoa khoa học tự nhiên. Tiếp theo, phần 2, cô sẽ hướng dẫn cho các em tìm hiểu nội dung bài 14, một số lương thực thực phẩm. Bài 14, một số lương thực thực phẩm. Để chuẩn bị vào bài học, các em sẽ tham gia một cái trò chơi ngắn, đó là nhanh mắt, nhanh tay. Luật chơi, trong thời gian 2 phút, các em sẽ quan sát các hình ảnh có ở trong bảng và sau đó phân loại các lương thực thực phẩm thành hai nhóm vào cái bảng phụ hoặc là trên giấy nháp. Thì cô sẽ đưa ra cho các em 20 loại lương thực thực phẩm khác nhau ở trong nội dung cái bảng này. Và nhiệm vụ của các em đó là phân chia chúng thành hai nhóm lương thực thực phẩm sao cho phù hợp. Và các em có thể điều chỉnh cái thanh thời gian để chúng ta bắt đầu tính đúng 2 phút. Thì sau thời gian 2 phút, các em phân chia chúng thành các nhóm tương ứng. Trong đó, đáp án đúng của chúng ta, lương thực sẽ bao gồm ngô, khoai lang, gạo, bột mì. Còn lại 16 loại sẽ thuộc vào trong nhóm thực phẩm sẽ bao gồm rau dền, thịt bò, thịt gà, thịt tôm, thịt hàu, thịt cá hồi, cà rốt, táo, cam, cà chua, rau cải, rau muống, sữa tươi, lạc, phô mai hay là trứng. Vậy giữa lương thực và thực phẩm đó có gì khác nhau và thế nào là lương thực, thế nào là thực phẩm? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì trong đời sống? Thì nội dung bài 14 sẽ giới thiệu cho các em phần này. Và trong tiết này chúng ta chỉ nghiên cứu phần đầu tiên, đó là tìm hiểu về các loại lương thực. Các em tìm hiểu mục 1, một số lương thực phổ biến. Đầu tiên, các em quan sát vào sơ đồ hình 14.1, một số lương thực chủ yếu ở Việt Nam. Các em hãy kể tên một số lương thực phổ biến ở Việt Nam có trong hình mà em biết. Như vậy chúng ta rất dễ dàng để kể được A, đây chính là lúa và sẽ sản xuất ra nguồn lương thực đó chính là gạo. Hình B chính là ngô hay còn gọi là bắp. Hình C là khoai. Và hình D là sắn hay còn gọi đó là mì. Vậy trong 4 loại lương thực vừa kể ở hình 14.1, em hãy cho biết loại lương thực nào gia đình em sử dụng nhiều nhất và vì sao? Thì loại lương thực được gia đình chúng ta sử dụng phổ biến nhất hiện nay đó chính là gạo, bởi vì trong gạo có hàm lượng tinh bột và cung cấp nguồn năng lượng nhiều nhất. Các em có thể tham khảo cái bảng trong sách giáo khoa thông tin về hàm lượng tinh bột và năng lượng của một số lương thực có trong 100g lương thực. Thì chúng ta thấy gạo trong 100g thì có 80g là tinh bột, 1.528 kJ năng lượng. Ở trong ngô thì có 74g tinh bột và 1.528 kJ năng lượng. Ở khoai lang thì có 20g tinh bột và 360 kJ năng lượng. Còn ở lúa mì có 71g tinh bột và 1.369 kJ năng lượng. Còn ở khoai mì hay còn gọi là sắn thì có 38g tinh bột và 670 kJ năng lượng. Riêng ở khoai tây thì có 17g tinh bột và 322 kJ năng lượng. Vậy thì dựa vào cái bảng thống kê đó, các em có biết vì sao người châu Âu và người châu Phi họ lại dùng nhiều bột mì thay cho gạo như người châu Á không? Thì các em xem lại cái số liệu thống kê, chúng ta thấy này, giữa gạo và lúa mì thì cái hàm lượng tinh bột và hàm lượng năng lượng của chúng gần bằng nhau. Và ngoài ra, do điều kiện khí hậu của người châu Âu phù hợp với việc trồng lúa mì cũng như là đặc trưng về nền văn hóa ẩm thực, do đó người châu Âu cũng như là người châu Phi họ thường dùng nhiều bột mì thay cho gạo như người châu Á. Vậy thì các em vừa quan sát hình ảnh một số các loại lương thực thì chúng ta thấy được rằng thành phần chủ yếu có trong lương thực chính là tinh bột,
Đây chính là nguồn cung cấp năng lượng trong khẩu phần ăn. Ngoài ra, trong lương thực còn chứa một số các loại vitamin. Vậy, lương thực là gì? Chúng ta có thể đi đến kết luận. Lương thực chính là thức ăn chứa hàm lượng lớn tinh bột, nguồn cung cấp chính về năng lượng và chất bột carbohydrate trong khẩu phần thức ăn. Ngoài ra, lương thực chứa nhiều chất dinh dưỡng khác như protein, hay gọi đó là chất đạm, lipid, đó là chất béo, canxi, phosphor, sắt, các vitamin nhóm B như B1, B2 và các khoáng chất. Ngũ cốc, các em có nghe thấy tên gọi ngũ cốc? Thì ngũ cốc chính là tên gọi có từ thời Trung Hoa cổ đại, nhằm chỉ năm loại thực phẩm, thực vật giàu dinh dưỡng với các hạt có thể ăn được, bao gồm như là gạo nếp, gạo tẻ, các loại đậu, hạt vừng mè và lúa mì. Một số cây lương thực của nước ta, và đa số cây lương thực đó đều là cây một năm. Như vậy thời gian thu hoạch của chúng ta sẽ được rút ngắn. Ví dụ như là cây lúa nước, cây lúa mì, cây hạt vừng mè, cây đậu xanh, cây đậu Hà Lan, cây lạc hay còn gọi là cây đậu phộng. Vậy thì lương thực của chúng ta có những tính chất và ứng dụng như thế nào? Cô mời các em tìm hiểu sang nội dung phần 2. Tìm hiểu một số tính chất và ứng dụng của lương thực. Cô mời các em sẽ theo dõi các thông tin sau đây và hoàn thành nội dung bảng 14.1 bên dưới. Ở gạo thì tồn tại ở trạng thái đó chính là hạt có tính chất là dẻo, và gạo của chúng ta được ứng dụng dùng để nấu cơm hay là được sử dụng để làm các loại bánh, hoặc là chúng ta có thể sử dụng gạo để lên men sản xuất rượu. Thứ hai là ngô, hay còn gọi đó là bắp. Thì ngô tồn tại ở trạng thái đó là bắp hoặc hạt có tính chất là dẻo, và ở ngô được ứng dụng để luộc hoặc nấu. Thứ hai đó là được sử dụng để làm bột chế biến các loại bánh, hoặc nó có thể được sử dụng để lên men sản xuất rượu, hay nó có thể được sử dụng để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Loại thứ ba đó là khoai lang. Khoai lang thì tồn tại ở trạng thái đó chính là củ và có tính chất là bùi. Khoai lang của chúng ta được ứng dụng cũng dùng để nấu, hoặc có thể làm bột chế biến các loại bánh, hay là chúng ta có thể sử dụng khoai lang để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Thứ tư chúng ta tìm hiểu đó là sắn, hay còn gọi là khoai mì. Thì sắn ở tự nhiên thì nó tồn tại ở trạng thái là củ, có tính chất là bùi. Và ứng dụng của sắn cũng có nhiều cái vai trò trong đời sống. Như là sắn chúng ta có thể sử dụng để luộc, hay là làm bột chế biến các loại bánh, và cũng có thể được sử dụng để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, hoặc là có thể được sử dụng để lên men sản xuất rượu hoặc là cồn công nghiệp. Vậy thì dựa trên các thông tin cô vừa cung cấp cho các bạn, kết hợp với việc quan sát thực tế, các em hãy hoàn thành nội dung bảng 14.1, một số tính chất và ứng dụng của lương thực. Và chúng ta có thể đưa ra được kiến thức chuẩn của nội dung bài 14, một số tính chất và ứng dụng của lương thực như sau. Thì bốn loại lương thực chúng ta tìm hiểu đó chính là gạo, ngô, khoai lang, sắn. Và các đặc điểm chúng ta cần làm đó là trạng thái, tính chất và ứng dụng. Đối với gạo, ở trạng thái là hạt, có tính chất là dẻo, được ứng dụng để nấu cơm, làm bột chế biến các loại bánh hoặc lên men sản xuất rượu. Còn ngô thì ở trạng thái là bắp, hạt, có tính chất là dẻo, ứng dụng để luộc, làm bột chế biến các loại bánh, lên men sản xuất rượu, thức ăn cho gia súc, gia cầm. Còn khoai lang thì ở trạng thái chính là củ, có tính chất bùi, và được ứng dụng để luộc, làm bột chế biến các loại bánh và thức ăn cho gia súc, gia cầm. Cuối cùng là sắn, tồn tại ở trạng thái củ, có tính chất bùi, được ứng dụng để luộc,
làm bột chế biến các loại bánh, thức ăn cho gia súc, gia cầm, lên men sản xuất rượu hoặc là cồn công nghiệp. Như vậy các em thấy là các loài lương thực khác nhau thì nó có trạng thái, có tính chất khác nhau, do vậy ứng dụng của nó cũng khác nhau. Chúng ta đi đến kết luận của nội dung phần này. Dựa vào các tính chất và ứng dụng khác nhau của mỗi loại lương thực mà con người đã chế biến thành nhiều sản phẩm ẩm thực có giá trị dinh dưỡng. Vậy thì vận dụng kiến thức mà các em đã được học ở nội dung phần này, bây giờ các em trả lời cho cô hai câu hỏi sau. Thứ nhất, em hãy kể tên một số lương thực được sử dụng để chế biến dầu ăn. Thành phần dầu ăn các em thấy ở trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Và một số các loại lương thực được sử dụng để chế biến dầu ăn. Cô lấy ví dụ như là đậu nành, lạc, đậu phộng hay là vừng, mè. Hai, để đảm bảo an ninh lương thực, chúng ta cần có những biện pháp nào? Thì để đảm bảo an ninh lương thực, chúng ta cần phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và đổi mới công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Kiến thức nội dung bài 14, cô có thể giúp các em củng cố lại bằng cái sơ đồ sau. Như vậy trong bài 14, các em mới chỉ tìm hiểu nội dung phần 1, đó là một số các loại lương thực. Trong nội dung phần này, các em có hai phần. Thứ nhất, đó là tìm hiểu một số lương thực. Và thứ hai, đó là tìm hiểu một số tính chất và ứng dụng của lương thực. Thì kiến thức các em cần nhớ được trong nội dung mục 1, đó là lương thực là thức ăn chứa hàm lượng lớn tinh bột, là nguồn cung cấp chính về năng lượng và chất bột carbohydrate trong khẩu phần thức ăn. Thứ hai, đó là lương thực ngoài ra còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác như protein, hay còn gọi là chất đạm, lipid, đó là chất béo, canxi, phosphorus, sắt và các loại vitamin nhóm B như B1, B2 và các khoáng chất. Và dựa vào tính chất và ứng dụng khác nhau của mỗi loại lương thực mà người ta chế biến thành nhiều sản phẩm ẩm thực có giá trị dinh dưỡng. Trong nội dung phần này thì cô yêu cầu các em về nhà ghi chép bài đầy đủ vào trong tập học, học thuộc nội dung phần bài học và đọc phần tiếp theo mục 2 của bài 14. Như vậy trong thời gian 2 tiết thì cô hy vọng các em sẽ có một buổi học tiếp thu được nhiều kiến thức hay và bổ ích. Cô chúc các em cùng gia đình luôn bình an và nhiều sức khỏe. Cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.